9:30 mình sẽ live ở bên Bigo. Mọi người vào xem mình livestream buổi đầu tiên nhá. Nghe bài của sếp. Nhìn bạn giống người yêu cũ mình quá. Bạn này lại nói điêu rồi. Tôi thấy nhiều ông nói thế lắm. Rất là lươn khươn đấy. Có thấy bị giật lắc mọi người, mình thấy lắc lắc cái gì ấy. Từ miền Nam xin chào bạn. Hello em Hà Giang xin chào. Hello Hà Giang. À nhầm, Hà Giang xin chào miền Nam. Chị đừng cười đâu. Chị có cười không? Đấy là chị cười đâu. Chị đã cười lần nào đâu. Hello. Anh ăn lâu rồi. Anh ăn sớm thế. Mọi người ơi, tối nay lúc 9:30 mọi người vào Bigo Live để xem mình live buổi đầu tiên nhá. Mọi người vào giúp đỡ mình mới mình live buổi đầu tiên ý. Cười cái con không cười mặt béo lên không muốn cười đâu. Hello Lê Thu Huyền nha, hello em. Không cười đâu, ngại lắm. Nhưng mà mày lắc lắm, giật lắm. Cứ như vậy thôi, ôm một lời lặng lẽ. Mọi người muốn nghe em hát nhép không? Hello, hello anh Toán, Quang Toán, hello anh Quốc Thịnh nhá. Hello công ty, ui giời, tên là Tị à? Tên đáng yêu ghê. Em rất thích từ ghen tị bởi vì trong đó có tị. Mà em mình bao mà em béo ít luôn, nó xấu lắm. Mọi người ơi, nhớ vào Bigo tìm tên Lộc Ánh Thu để xem buổi mình live stream buổi đầu tiên nhá. Tối nay 9:30 mình sẽ live buổi đầu tiên ở trên đấy, mọi người vào giúp đỡ mình nhá. Để mọi người tâm sự mình nhá, mình chẳng biết nói gì ở trên đấy ấy. Lần đầu mình live ấy, ở trên đấy ấy. Cười cái còi vừa cười xong đây không muốn cười nữa đâu, bực mình quá. Chị nhắc tên em rồi mà, Huyền ơi. Nhiều comment em không thấy đấy, không hiện được, nó đừng chửi em nhá. Nó không hiện comment ấy, nó bị ít cực kỳ luôn. Hello cậu, hello, xin chào mọi người đã ăn cơm chưa? Nếu mọi người chưa ăn cơm thì mọi người có thể sang Long Biên ăn cơm cùng mình nhá. Mình sẽ nấu cơm cho mọi người ăn, mình sẽ nấu cho mọi người một món rất là ngon đó, mà nó có tên là mình. Mà nó có tên là mình nè. Ô, nhưng mà mình chỉ nói thế thôi chứ mọi người không thể không ăn được đâu nhá. Nói chơi chơi đấy thôi. Chai họ Hà, hello Nhật Ký, hello 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 Tôn Linh. Em 2k, em 2k không, 2k mấy, em 2k không. Hello cái gì huynh đài nha, cái gì huynh đài vô đây tâm sự chuyện mắng của mình nào. Wow, thật là đông quá đi à, thật là đông quá đi. Mọi người ơi, mọi người có thể tối nay có thể vô Bigo Live tìm tên Lộc Ánh Thu rồi mọi người xem mình livestream được không? Lúc 9:30 đó.
mình chẳng biết nói gì đâu. Mọi người có muốn bí quyết tán gái để mình giới thiệu bí quyết tán gái cho? Mọi người muốn nghe bài hát mình sáng tác đã lâu rồi không? Mình có một bài hát mình sáng tác, đó là bài hát cái gì nhỉ? Không chưa là tên, nhưng mà bài này có tên là bài gì? Mình nghĩ xem nào. Em có thể nói cái comment nó lên chậm lắm. Mình nói cái chuyện là san cơ với mình từ lúc nào rồi, bây giờ nó mới hiện lên mọi người ạ. Nên mọi người đừng có chửi mình nhá. Đừng có chửi mình là mình không thấy comment nhá. Thật sự là mình rất muốn zét mọi người, muốn trả lời mọi người, nhưng mà cái comment nó kiểu mãi nó mới hiện lên ấy. Bực cái mình. Hello em. Hello mọi người. Có ai ở đây chưa có người yêu không? Về đây, về với đội chị để chị dạy cách tán gái nhá. Có người yêu chưa? Đoán xem. Đoán xem. Biết đâu tôi yêu gái sao đúng không? Còn không có gì nữa không thể. Mọi người ạ. À, mọi người hãy vô đây. Tôi sẽ dạy cho mọi người. Ôi dồi, tóc mình tàu xù nhô điên. Tôi vừa mới gội đầu xong. Nên là đầu xù. Kiểu tháng trước gội đầu. Không phải chứ gội đầu đâu. Chắc là bạn chưa biết mà thôi. Chỉ là vừa gội thôi mà. Ôi dồi. Vừa gội. Không phải chưa gội đầu đâu, chắc là bạn chưa biết mà thôi. Mình vừa gội đầu xong mà. Ngày xưa không có nhưng mà bây giờ đầy. Trời ơi. Chị sinh năm bao nhiêu? Em... Chị mệt quá, chị không trả lời mấy câu đấy đâu nhá. Đùa đấy, chị sinh năm 2000. Hello, bây giờ chị ở Bắc Quang á? Chị ở Bắc Quang hay ở đâu? Chị ở Hà Nội. Chị đang ở Hà Nội nhưng mà bây giờ rất là lạnh, không thể đi lội được. Hà Nội bây giờ đang là ở trong nhà lạnh lắm, vẫn thấy lạnh. Đi ra đường thì kiểu ui dồi ôi, cắm mất cả tay, chẳng muốn đi đâu hết. Không biết Bắc Quang ở đang lạnh có đang lạnh lắm không nhở? Mọi người có ai Bắc Quang không? Mình đang chuẩn bị sắp về quê rồi, chắc là tầm chục ngày nữa mình về quê. Chỉ cho cuốn cách là để ốp cuốn bị cắm sừng. Buồn ghê. Xin lỗi vì đã cười. Buồn quá. Úi trời ơi. I love baby from Myanmar. Okay you. I'm from Vietnam. Dân tộc Tày nhá. I'm dân tộc Tày. Kini tu mà bố. Sang đây mà chơi đi cún. Lâu lắm không thấy sang. Trời ơi, cún bị cắm ngừng khổ thân cún á. Mình không cười đâu. Bắc Quang lạnh lắm. Nhưng chị ấm lắm, chị về là ấm liền. Ui, ngại thế. Ngại quá. Ôi Sài Gòn, em muốn vô Sài Gòn lắm nhưng mà em không có điều kiện vô được mình. Em vô Sài Gòn là em nhịn dễ nhớ bố mẹ lắm, em không dám đi đâu xa để không để về bố mẹ, về thăm bố mẹ cho nó tiện ấy. I'm from Việt Nam. Hôm nay em đi thi tiếng Anh được 9.83 đấy. I'm from Việt Nam. Bất I'm dân tộc Tày. Am dân tộc Tày bất. Am không biết nói tiếng Tày. Am chỉ biết mấy câu mất dạy. Ui Sài Gòn bây giờ chắc là ấm lắm anh nhỉ. Nọng ơi, nọng đây. Nọng đây, nọng. Ui mình chả biết gì, mình chả biết bị cúng bị cắm sừng đâu. Chả biết gì, chả ai nói là cúng bị cắm sừng đâu, chả ai biết. Bí mật nhá, không nói cho ai biết nha. Mình béo từ ngày xưa mọi người ạ. À em mới lên 1 cân. Là trước em 39 cân. Bây giờ là em 40 cân. Mọi người ạ, buồn lắm. Em đã lên 1 cân. Có một đợt em 37 cân rưỡi. Bây giờ là em 40 cân rồi. Thì em béo lên rồi. Nhưng mọi người đừng nói nữa. 40 cân nghe có vẻ là rất là nhỏ nhắn xinh xắn đúng không? Thật ra là cái mặt của em nó béo lắm.
Hôm nay tao thi được hẳn 3. Ô, chúc mừng mày nhá. Tao không nói gì đâu. Tao được 9,83 nhưng tao chỉ biết I'm from Việt Nam thôi. Nãy vừa thấy, thấy đâu nó phét đấy. Chả thấy đâu cả. Điêu. Mình đi đâu đeo khẩu trang mà ai nhận ra mình được. Điêu. Điêu, rất là điêu. Lươn, con lươn. Mọi người ơi, tối nay nhớ vào Bigo Live lúc 9:30, mọi người tìm tên Lộc Ánh Thu, xong rồi mọi người vào xem em livestream nhá. Em sẽ livestream đấy ở buổi đầu tiên ở trên đấy, xong rồi mọi người ai ở đây chơi Bigo Live không? Bigo Live, Bigo Live hay Bigo Live? Bigo Live. Em thấy mọi người gọi là Bigo Live. Ngon mà, ai bảo béo, nấm vô mồm. Thà nói béo ăn hơn bảo ngon ấy, bởi vì sao? Bởi vì em không phải đồ ăn. Em không muốn mọi người khen em ngon. Em không phải đồ ăn. Ơ, lắm nhỉ. Em, mọi người có thể khen em cute. Nhưng mà nếu mọi người khen em xinh thì em cũng thấy mọi người đang nói dối. Bởi vì em không xinh. Em chỉ được cái đần như con điên, em như con điên thế. Hello, hello duyên phận nhỏ, duyên phận để cho chúng mình gặp nhau. Úi dồi ôi, lại trượt á. Chúc mừng nhá, à nhầm, nhầm. Chia buồn với bạn. Nhưng mà hot boy cần gì ấy, cần gì qua mua làm gì. Hot boy thì chỉ cần chụp ảnh đẹp trai thôi. Cần gì điểm hot boy mà. Tao đấm vào phát cái thằng Ngô Thế Hoàng kia, tao cho mày đi ra chỗ khác ngay lập tức, bây giờ tao chặn luôn bây giờ nha, nói nhiều nhá. Nhìn ra thế này thôi tao đấm rồi. Em không bao giờ khoe cái gì luôn. Anh yên tâm. Lên Bigo khoe. Trẻ có rất nhiều khoe nhưng em sẽ không bao giờ khoe một cái gì hết. Bởi vì là bản thân em không cho phép cái điều đấy. Em rất là dị ứng với những con gái kiểu. Nói chung em không nói đâu, chỉ biết thế rồi. Em không thích những người con gái khoe hàng, khoe thật. Ui mệt lắm, chả biết. Enki. Hello, toàn tiếng gì ấy? Xin. Hello, Sun Buini Kareko. Em thấy á, hello Nhật tiếng nhá. À mọi người muốn nhắn tin đến mình thì qua Bigo nhắn nhá để cho nó tiện. Bởi vì bên này nhiều nhắn dép được, người có chuyện gì cứ nhắn bên đấy. Giải quyết ạ. Mọi người ơi, mình like này để mình là tối là 30. Là mình sẽ like trên Bigo. Hello Hải Nam, em mới bị tai nạn, chị chúc em nhanh lành đi. Em mau nhá. Chúc em sức khỏe, thường cẩn thận là sao? Xong nhớ cẩn thận. Em có bị nặng không? Thân đấy. Chị ở thị trấn Việt Quang. Hello bye bye mọi người nhá. Tối nay 9:30 nhớ vào nói với em nhá.